Kính chào quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ Sáu, 11 tháng 11 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga, bản tin đặc biệt với ký giả Phạm Trần, và sau cùng là bản tin từ Hawaii về hội nghị APEC do thông tin viên Nguyễn Văn Khanh gửi về. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Đối với ông Obama, chương trình nghị sự Á Châu diễn ra với sự lo lắng về quê nhà. Ý biểu quyết về cắt giảm và Hoa Kỳ gây áp lực. Ông Panetta khuyến cáo rằng việc cắt giảm quân sự sẽ mời gọi xâm lăng. Trước hết, kính mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến việc đối với ông Obama, chương trình nghị sự Á Châu diễn ra với sự lo lắng về quê nhà. Nhằm xác định mối quan hệ sâu đậm với Á Châu, Tổng thống Barack Obama đang đổ thời gian 9 ngày quý giá vào sứ mạng ngoại giao ở cách xa Hoa Thành Đốn, trong khi Quốc hội tranh đấu với thời hạn chót quan trọng cho ngân sách và một kết quả đáng nghi ngờ. Hôm nay, Tổng thống đã lên đường đi tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hawaii và Nam Dương với cuộc viếng thăm Úc Đại Lợi ở khoảng giữa. Sự thử thách của ông sẽ giải thích cho cử tri biết rõ vai trò của Hoa Kỳ trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương tối cần như thế nào đối với việc làm và nền an ninh của Hoa Kỳ, và sẽ nổi bật lên với những kết quả chứng tỏ chuyến công du của ông. Chính phủ của ông đang tạo sự chú ý tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương như là kẻ lèo lái chính trị toàn cầu, người mua giá trị những sản phẩm Hoa Kỳ và là kẻ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ hòa bình thế giới. Trên đường tới Hawaii, ông Obama bắt đầu chuyến hành trình của ông bằng cuộc tham dự một sinh hoạt thể thao bất thường tại San Diego. Trong dịp cuối tuần này, Tổng thống sẽ chủ tọa diễn đàn APEC tại Honolulu để cổ võ cho mậu dịch và việc làm. Ông cũng sẽ tổ chức những phiên họp riêng với các nhà lãnh đạo của Nhật, Nga và Trung Cộng. Tổng cộng, ông sẽ trải qua 4 đêm ở Hawaii và sau đó tại Úc Đại Lợi, ông sẽ đọc bài diễn văn chính cho chuyến công du tại Quốc hội Úc ở Canberra. Ông cũng sẽ loan báo việc can dự quân sự sâu nặng hơn tại nước này trong chặng dừng chân ở Darwin. Tại Nam Dương, nơi ông trải qua 4 năm thời thơ ấu, ông Obama sẽ tham dự hội nghị Đông Á tại Bali, là nơi được biết như một thiên đàng nhiệt đới cho du khách. Ông sẽ trở về Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 11. Ý biểu quyết về cắt giảm và Hoa Kỳ gây áp lực. Thượng viện nước Ý biểu quyết về những biện pháp khắc khổ được đòi hỏi bởi Liên Âu để tránh sự tụt hậu của đồng Euro sau khi Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ đẩy mạnh áp lực cho thêm hành động tích cực từ khối tiền tệ này. Ông Obama đã nói chuyện với Thủ tướng Angela Merkel của Đức, Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp vào cuối ngày hôm qua và cũng đã gọi cho Tổng thống Giorgio Napolitano của Ý. Một viên chức chính phủ Đức cho biết có cuộc trao đổi ý kiến trong khi Bộ trưởng Bộ Tài chánh Timothy Geithner của Hoa Kỳ đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng từ phía Âu Châu, theo sau phiên họp với các vị bộ trưởng tài chánh của những quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, hay được gọi tắt là APEC. Sau nhiều tháng dao động và trì hoãn, Rome dường như đã nhận được thông điệp này sau khi thị trường công khố phiếu đẩy nước này tới gần một cuộc cứu nguy mà khu vực đồng Euro không thể thực hiện nổi. Thượng viện Ý đã chấp thuận bộ dự luật cải tổ kinh tế với tỷ số 156 trên 12 phiếu vào ngày hôm nay, để mở đường cho Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức vào cuối tuần này và một tân chính phủ sẽ được thành lập. Dự luật này được kỳ vọng sẽ được thông qua dễ dàng tại Hạ viện vào ngày mai. Ông Berlusconi hứa sẽ từ chức sớm khi Quốc hội Ý thông qua luật cải tổ. Có những dấu hiệu gia tăng cho thấy rằng kinh tế gia được trọng nể là ông Mario Monti sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp để đẩy mạnh việc cải tổ khó khăn hầu kéo Ý trở lại từ cuộc khủng hoảng kinh tế giống như kiểu Hy Lạp, đe dọa sự hiện hữu của toàn thể khu vực sử dụng đồng Euro và tạo nên một cuộc suy thoái trên toàn cầu. Ông Panetta khuyến cáo rằng việc cắt giảm quân sự sẽ mồi gọi sự xâm lăng. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta khuyến cáo rằng việc cắt giảm rộng rãi về quân sự có thể được đưa ra bởi sự thất bại của Ủy ban Quốc hội về thiếu hụt ngân sách trong việc đạt được một thỏa hiệp, sẽ mời gọi cuộc xâm lăng từ nước ngoài. Lời bình luận này của ông Panetta là nằm trong số những sự lên tiếng gây gắt nhất cho tới nay về hậu quả sự thất bại của cái gọi là siêu ủy ban có nhiệm vụ giảm bớt thiếu hụt ngân sách. Ủy ban này đang đối đầu với thời hạn chót là ngày 23 tháng 11 để đưa ra một kế hoạch cắt giảm ít nhất 1.200 tỷ Mỹ Kim trong thập niên sắp tới, nhưng hiện vẫn còn xa cuộc thỏa hiệp. Nếu không có thỏa hiệp này, luật thành lập ủy ban sẽ đưa tới việc cắt giảm rộng rãi quốc phòng và những chương trình trợ cấp khác. Ông Panetta yêu cầu ủy ban này hãy hy sinh một ít để tránh việc cắt giảm đau thương dành cho quân đội, vốn chiếm độ gấp đôi khoảng cắt giảm 450 tỷ Mỹ Kim mà Bộ Quốc phòng sẽ phải chịu đựng trong thập niên sắp tới. Ông nói rằng quân đội sẽ thiếu nhân sự, huấn luyện và những dụng cụ cần thiết để hoàn thành trách nhiệm.
Ông khuyến cáo rằng việc cắt giảm hơn 20% trong mọi lĩnh vực sẽ dẫn tới một lực lượng trống rỗng với tinh thần thấp, không sẵn sàng và không thể chống nổi đối phương, cho nên sẽ mời gọi sự xâm lăng. Ông cho rằng hậu quả như thế là do sự lãnh đạo tồi tệ. Hoa Kỳ dự định bán bom trong vùng vịnh để chống lại Iran. Chính phủ Obama lẳng lặng thảo ra những kế hoạch cung cấp cho một nước đồng minh quan trọng ở vùng vịnh Ba Tư hàng ngàn quả bom tối tân phá hủy công sự chiến đấu và những loại đạn dược khác như là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh của Hoa Kỳ để xây dựng một liên minh trong vùng chống lại Iran. Đề nghị bán bom cho nước Ả Rập Thống Nhất Emirates sẽ nới rộng khả năng hiện tại của không lực nước này nhắm mục tiêu vào cấu trúc cố định, có thể bao gồm những công sự chiến đấu và những đường hầm là loại cơ sở mà Iran được tin là dùng để khai triển vũ khí. Sự xúc tiến này thể hiện một phương cách mà chính phủ Obama dự định kiểm soát Iran khi chính phủ phấn đấu để tìm đủ sự ủng hộ cho những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc, ngay cả sau một bản phúc trình của Cơ quan Theo dõi Hạt nhân Liên Hiệp Quốc kết luận trong tuần này rằng Tehran đang khai triển kỹ thuật cần thiết nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân. Đề nghị bán vũ khí cho nước Ả Rập Thống Nhất Emirates sẽ được chính thức đệ trình cho Quốc hội trong những ngày tới đây và sẽ cho phép bán tới 4.900 đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp hay GDAM cùng với những hệ thống vũ khí khác. Có ít nông dân xin hưởng lợi ích của chương trình cho vay của liên bang. Có ít nông dân xin hưởng lợi ích của chương trình cho vay của chính phủ liên bang nhằm giúp họ phục hồi lại những vụ hạn hán, lụt lội, bão táp và những thiên tai khác. Chỉ có 6 tiểu bang có ít hơn 3/4 các quận hạt được bao gồm bởi hình thức công bố tình trạng thiên tai. Trong gần phân nửa số tiểu bang này, mỗi quận hạt đã được liệt kê là vùng thiên tai. Điều đó có nghĩa là hàng ngàn nông trại có thể làm đơn xin vay tiền cho trường hợp khẩn cấp. Thế nhưng những bản duyệt xét của hãng thông tấn AP về những món nợ cho vay cho thiên tai được đưa ra để trên toàn quốc cho thấy cơ quan dịch vụ nông trại chỉ cấp ít hơn 300 món nợ vay trị giá tổng cộng là 32.6 triệu Mỹ Kim cho tài khoá chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Riêng Texas có khoảng 1.5 tỷ Mỹ Kim lỗ lã về hàng hán trong năm nay. Một số nông gia nói rằng họ không vay tiền bởi vì giá mùa màng cao mới đây đã giúp cho họ có đủ tiền để phục hồi cho chính họ. Những người khác cho biết họ không làm đơn xin vay tiền bởi vì có những chương trình trợ giúp tốt hơn. Cả hai lý do này đã tạo nên những thắc mắc về những gì nên làm với chương trình cho vay khẩn cấp liên bang khi các thành viên quốc hội xem xét tới những gì cần giữ lại và những gì cần cắt giảm trong dự luật nông nghiệp cho 5 năm sắp tới. Nhiều người trong ngành nông nghiệp nói rằng chương trình cho vay cần được duy trì bởi vì nó giúp cho những người không thể có được khoản tín dụng khác. Thế nhưng nếu quốc hội muốn nó trở thành hữu ích cho hầu hết nông gia, nó cần phải được cải thiện. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế, gọi tắt là IAEA, đã trao cho 35 quốc gia trong ban giám đốc bản phúc trình mới nhất vào hôm 8 tháng 11 liên quan đến chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Phúc trình này cáo buộc với những bằng chứng mà Tehran không thể bác bỏ, gồm cả việc lén lút mua các vật liệu liên quan đến vũ khí nguyên tử, chế tạo ngòi nổ, chuẩn bị thử nghiệm và chế tạo đầu đạn lắp vào hỏa tiễn Shabab 3 có tầm bắn tới Israel. Israel ngày càng mất kiên nhẫn trước tiến trình phát triển vũ khí nguyên tử của Iran mà qua 4 nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc vẫn không làm chùn bước Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thuyết phục nội các Israel đồng ý tấn công vào các cơ sở nguyên tử của Iran, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak thì tuyên bố trên làn sóng điện vào hôm 8 tháng 11 là bao lâu mà các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không chứng tỏ hữu hiệu, thì Israel không loại bỏ bất cứ giải pháp nào. Anh, Pháp, Hoa Kỳ nương theo phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế để vận động nghị quyết Liên Hiệp Quốc nhằm cấm vận Iran chặt chẽ hơn. Tuy Moscow không ngăn được IAEA công bố phúc trình, nhưng chỉ trích tổ chức này là gây phương hại tới cố gắng của Bộ 6 nhằm thuyết phục Tehran từ bỏ tham vọng vũ khí nguyên tử. Trong vấn đề nguyên tử Iran, Bộ 6 đã chia thành hai phe Nga, Đức, Trung Quốc, phe kia là Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Nga hoàn tất nhà máy điện Bushehr đầu tiên cho Iran và từng giúp cho các khoa học gia nước này vượt qua những khó khăn về nguyên tử. Trung Quốc trở thành khách hàng chính của Iran trong lĩnh vực dầu khí, cũng như tham gia các dự án kiều lộ và sản xuất điện nên nghiêng về giải pháp đàm phán và hợp tác. Hôm 9 tháng 11,
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad chỉ trích gay gắt cơ quan nguyên tử năng quốc tế là đang phá hoại uy tín khi theo đuôi Hoa Kỳ và ông thể là không hề lùi bước đối với chương trình hạt nhân. Thi Nga tường trình cùng quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin Qua Tình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng được rời máy, bản tin Qua Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.